Đây còn tắt lên nè. Còn nữa. Ờ, em không dùng. Ừ, em không dùng. Cho chị không biến đổi gì. Đi chơi nhiều. Đi chơi nhiều. Mẹ em về à? Dạ vâng ạ, xin chào tất cả các chị yêu nhé. Vâng, các chị gái ơi, hứa hẹn là hôm nay chị gái nào đến với Hương Tokyo sẽ có rất là nhiều siêu phẩm tình yêu cho chị em mình lựa chọn này. Những hàng mã váy vóc thiết kế may mặc nhà mình hôm nay thì mình là sale kịch sàn chị đẹp nào chia sẻ livestream bên em nhá. Đây là chị gái nào mới vào cứ nhanh tay chia sẻ livestream bên nhà mình đi ạ. Đó, một mã váy xinh yêu nào mà trên người hiện tại bên em có những size gì chị nào? Hiện tại bên em có đủ size S, M và có cả size L này. Đồng thời những chị gái từ 60kg đổ xuống có thể lấy cho nhà mình là size L nhá. 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống 40kg lên là các chị đẹp có thể lấy cho mình một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Và hiện tại thì mã váy xinh yêu này em đang bán với giá hết sức là yêu thương cho chị đẹp nào chia sẻ đấy ạ. À dạ vâng ạ, ok chị gái nào mới vào cứ chia sẻ livestream với nhà mình các chị nhá nhá. À dạ vâng ạ, nhà mình còn áo phao chị ơi. À, hiện tại em đang cao 1m56 và em 46kg chị đẹp này. Tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên nhà mình với chị gái này. Đó, một mã váy thiết kế may mặc nhà mình nên dáng quá trời đẹp, quá trời xinh này. Ôm dáng và tôn dáng vừa tầm đẹp luôn chị gái nhá. Đó, các chị nhìn có vẻ rất là ôm. Thực ra hàng này nhà ông vừa tầm này nó không hề ôm quá các chị gái này. Và lên form cực kỳ là xinh nhá, cực kỳ là xinh này. Sang chảnh và tranh xả vừa tầm luôn ạ. Đó, các chị ôm rồi hơi cả van này hở quá các chị không hề nhá. Này, em cúi tẹt ga không hề là có bị hở ngực đâu nhá chị gái nhá. Nhà mình là may vừa tầm đẹp luôn đấy ạ. Rồi, một mã váy xinh yêu mà trên người bên những màu gì nhá? Rồi ok, hiện tại bên em đang có duy nhất một em màu đỏ đô xinh yêu. Thì riêng cái màu đỏ đô là các chị em rất là dễ mặc này. Vừa sáng da, vừa đẹp, vừa tôn da, vừa dễ mặc các chị gái nhá. Và sắp tới thì mình sẽ bổ sung thêm những cái màu xinh yêu nữa nha các chị yêu nhá. Rồi một mã váy xinh yêu đang mặc trên người các chị gái nhanh tay chia sẻ cho nhà mình nào. Em sẽ bán giá yêu thương ở đầu like, sau đó nhà mình sẽ tặng quà các chị đầu like nhá. Tặng quà sau đó thì mình sẽ bán hàng nha các chị đẹp nhá. Nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm này. Sau đó comment cho em đúng cú pháp là 29k các chị gái ơi. 29k mà em đang mặc trên người này có đủ size và đang có gì nhất một màu các chị gái nhá. Có size S, có size M và có cả size L luôn đấy ạ. Các chị đẹp từ 60kg đổ xuống vui lòng lấy cho nhà mình là size L này. 55kg đổ xuống lấy size M giúp em này. 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Đó, đủ size S, size M, size L và hàng vải này nhé em nào. Hàng siêu phẩm đó mà trên người là một em hàng u mì lụa Nhật các chị gái này. Lên form quá trời đẹp và quá trời xinh các chị gái nhá. Dạ vâng ạ, ok, mã đó mà trên người hiện tại bên em đang có giá là 29k các chị đẹp ơi. Nhanh tay chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp đi nào. 29k size S, 29k size M, 29k size L và số điện thoại đằng sau các chị gái nhá. Nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Dạ vâng các chị ơi, đúng rồi, ok nào, chia sẻ nhiệt tình và comment nhiệt tình cho em đi ạ. Dạ vâng, ok các chị ơi, hiện tại đầu like em đang muốn tặng quà các chị đẹp đã. Sau đó nhà mình sẽ lên giá và bán hàng nha các chị yêu nhá. Bởi vì hàng này nhà em là dáng váy may mặc thiết kế bên nhà mình. Vậy nên cái việc kích size cực kỳ là đơn giản là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là hiện tại sắp đến Tết rồi cô. Thực sự là nhân công, nhân may hiện tại bây giờ người ta nghỉ rất là nhiều. Nên hàng nhà em kể cả là hàng may vẫn là hàng số lượng có hạn nhá. Vậy nên các chị em nhanh tay lựa chọn nào. Vâng ạ, mã nó trên người đang có giá là 29k nào. Comment cho em 29k size S, 29k size M, 29k size L và số điện thoại đằng sau các chị đẹp nhá. Vâng ạ, đúng rồi, 29k một siêu phẩm đang mặc trên người các chị ơi. À, ok nha, bên trên có gen không xốp xạo. Vâng, hiện tại siêu phẩm này bên em, bên trên nhà mình là chưa có gen chị gái nhá. Nhà mình may con bằng, ôi, thực sự luôn, nhà em may rất đỉnh đỉnh luôn đấy chị gái này. Nó ôm vừa tầm đẹp nhá cái đoạn này nhá. Ôm rất là ôm nha chị nha, ôm vừa tầm đẹp, không hề ôm quá chị, mình cử động lại thoải mái này. Và em gợi ý các chị gái một cái nữa là mặc trên này, ôm mặc này cũng không được xinh lắm nhá. Ở với cái dáng kiểu của nó là mặc như này rất là xinh nha các chị gái nha, không sợ bị hở đâu ạ. Đúng rồi chị ơi, 29k size S, M, size L và số điện thoại đằng sau. Nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm nào. Một mã váy xinh yêu đang mặc trên người chị gái này. Đó.
Tôn dáng và tôn da cực kỳ luôn chị gái nhá. Nhìn có vẻ rất là ôm, thực ra không hề ôm quá, ôm vừa tầm đẹp này. Ôm vừa tầm đẹp nha các chị nhá, lên form rất là xinh luôn ạ. Đúng rồi các chị ơi, chia sẻ livestream sau đó comment cho em 29k màu vào số điện thoại nhá, size vào số điện thoại nhá. Vâng ạ, đúng rồi, chị ơi, có size S chị ạ. À, Nguyễn Thị Duyên ơi, nhà mình có size S, có size M và đồng thời có cả size L luôn đấy ạ. À, nhà mình là hàng may mặc thiết kế, vậy nên là các chị đẹp yên tâm, cái việc kích size lên rất là đơn giản các chị nhá. 60kg đổ xuống lấy giùm em là size L. 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị đẹp hoàn toàn có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S. Và đồng thời em chỉ bán hàng cho chị đẹp nào chia sẻ livestream bên nhà mình nhá. Chia sẻ livestream bên em 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm các chị nhá. Dạ vâng, đúng rồi, 29k. Hiện tại bên em đang cập nhật những màu mới này, hẹn các chị em ở một live sau các chị nhá. Còn bây giờ thì mình đang có duy nhất một em màu đỏ xinh yêu cực kỳ sáng da luôn ạ, và cực kỳ là tôn da nhà chị em nhà mình luôn nhá. Dạ vâng, đúng rồi các chị ơi nào. Ok, có màu khác không? Có chị ơi, sắp tới sẽ có những màu khác, mẹ sẽ bổ sung những cái màu các chị đẹp có thể dễ mặc hơn, ví dụ như là màu đen, màu cam hoặc là màu trắng chẳng hạn đó. Nhưng mà hiện tại bên em đang cập nhật duy nhất một em màu đỏ xinh yêu này nha chị nhá. Dạ vâng ạ, sẽ thì các chị gái từ khoảng tầm 50kg đổ xuống này và 40kg lên thì các chị em có thể mặc rất là đẹp rồi đấy ạ. Thì hiện tại em đang 46kg, em cao 1m56 chị gái nhá. Đó, lên dáng rất là xinh này. Dạ vâng ạ, ok, chia sẻ livestream của mình nào. Em bắt đầu tặng quà rồi nha các chị nhá. Rồi em thấy chị Song Ngư rồi đấy ạ. Em bắt đầu tặng quà rồi nha các chị đẹp nhá. Lên 100 người xem em bắt đầu chốt quà với cái giá là 29k. Sau đó nhà mình xin phép bán hàng với tất cả các chị đẹp bên nhà mình nhá. Một mã váy xinh yêu hàng u mì lụa Nhật có đủ màu màu và đủ size các chị gái này. Có size S, size M và có cả size L. Các chị 60kg đổ xuống lấy size L giúp em. 55kg đổ xuống lấy size M giúp em. 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị yêu có thể lấy cho nhà mình là một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Ôi dồi ôi, ôi giời, đang ở đây luôn này, tuyệt vời quá này chị gái này. Rồi chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp nào. Các chị ơi, chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp 29k size S, 29k size M, 29k size L và số này lại đằng sau nhá. Ok, đồng thời chị đẹp nào mà mới vào chưa biết cái thể lệ nhà mình thì các chị em chỉ việc chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp thì chị gái sẽ được mua hàng này với giá 29k, một siêu phẩm đấy ạ. Hàng này nhà em mà đi tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, đám xin rất là tuyệt vời. Đó là thêm một khoản nữa, chất liệu này nhà em là chất liệu hàng u mì lụa Nhật loại 1 nha chị nhá. Dạ vâng các chị gái nào, chia sẻ livestream comment cho em nào. Em bắt đầu chốt quà nhá, em bắt đầu chốt quà các chị đẹp nhá. Đó. Vậy nên nhà em hiện tại đang tặng quà các chị yêu với giá là 29k. Khi các chị gái chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong bọn nhóm ạ. Ôi dồi ôi, nhìn mẹ, ôi dồi ôi, chết rồi, nhà chị Hương hôm nay may hàng hổ thế. Không hề chị ơi, cúi tẹt ra, không sợ bị lộ hàng đâu nha chị nha. Không phải là em không có ngực đâu. Em có đấy. Đó, bình thường các chị em xem này nhà em đã biết rồi, nhưng mà hàng này nhà em nó may vừa tầm đẹp luôn này. Đó, nó cứ nửa kín nửa hở rất là xinh nha các chị nhá. Ok, váy đẹp quá đúng không ạ? Trời quá trời xinh nào. Comment cho em nào, comment cho em nào. 29k size S, M, size L, em bắt đầu chốt quà các chị đẹp nhá. Nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình nhá. Có live phao chị ơi, nhà mình có lên phao đây. Ok nào. Em bảo tặng quà chị cái này, comment rất là nhiệt tình luôn ạ. Ok, em đã chia sẻ, cảm ơn chị Song Ngư rất là nhiều nhá. Ok, hôm nay em tặng quà cho chị Thảo Linh có đuôi số điện thoại là 338 này. Bên em thì đang có hệ thống là ẩn những comment của chị gái nào mà chưa chia sẻ livestream đó. Đấy, đây là những chị gái nào mà em ghim tại đây rồi là chắc chắn chị đẹp đã chia sẻ livestream rồi, và những chị gái mà em đọc được comment của các chị gái là chắc chắn các chị yêu đã chia sẻ rồi, vậy thì em đỡ phải kiểm tra. Rất là may mắn phải không ạ, và rất là nhanh gọn nhá. Rồi chị Thảo Linh sẽ được mua mã này với giá là 29k. Tiếp tục tặng quà cho các chị đẹp nào chia sẻ lên chuyện là 150 người xem không ạ? Ok nhá, chia sẻ đủ rồi đúng không ạ? Cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Nếu mà đã chia sẻ rồi thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp đi nào. Chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Comment cho em là 29k size S, 29k size M, 29k size L và bổ sung cho em cái số điện thoại đằng sau nhá. Đó, một mã váy thiết kế may mặc bên Hương Tokyo, và em đảm bảo luôn hàng này thì em là hàng thiết kế, nhưng mà hiện tại đang là số lượng vẫn là có hạn nha các chị nhá. Rồi các chị ơi, rồi chia sẻ lên người xem của mình nào. Em tiếp tục tặng quà cho các chị đẹp nhá. Đó là em vừa bật mí một cái rất là lớn, đó chính là những chị gái nào mà chưa chia sẻ livestream với nhà mình á thì em sẽ bị ẩn comment, em không đọc được comment của các chị gái nhá. Ok chưa nào? Em bắt đầu tặng quà nhá, tiếp tục nào, vào top tiếp nào. 100 nhầm, cái mã này thì em quên mất, chưa bán. Tặng đã nhọc, chia sẻ cho em đi. 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm đi ạ. Em là em này, em bán hàng nhanh gọn nhá. Trong vòng đúng 30 phút thôi. Vậy nên các chị em chia sẻ nhiệt tình nào. Comment nhiệt tình cho em nào. 29k CM. Em cảm ơn giúp. Rồi ôi chị Thảo Linh ơi, cứ đến nhà em chia sẻ nhiệt tình này, em tặng tất tặng tuốt ạ. Đó, cứ chị gái nào nhiệt tình nhà em tặng tất luôn ạ. Đó, em thấy chị comment rất là nhiều nhá. Bán đi ạ. Rồi rất là nhiều chị đẹp muốn bán hàng, muốn mua hàng rồi đấy ạ. Đầm chị mà có sai không ạ? Có chị ơi, vải này nhà em là vải u mì lụa Nhật loại 1.
co giãn bốn chiều mềm mịn và dày dặn vừa tầm các chị nhá. Lên form các chị xem nào đẹp, quá trời đẹp và quá trời xinh, có đủ size S, size M và có cả size L. Các chị 60kg đổ xuống lấy size L giúp em, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị đẹp có thể lấy cho nhà mình là size S rồi đấy ạ. Dạ vâng, và mã này đang có giá là 29k các chị đẹp nhá. Khi các chị đẹp lên cho em là 150 người xem tiếp theo để em xin phép tặng quà các chị tiếp. Ok chưa ạ? Đó, có lên người xem này em tặng quà, còn tụt người xem nhà em bán hàng nhá. Bởi vì hiện tại mã này mà chị người cũng có rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng về nhà mình rồi đấy ạ. Vâng ạ, còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ livestream và comment cho em đấy nhá. Dạ vâng các chị ơi, không tặng thì váy đỏ lẻ bao nhiêu ạ? Dạ vâng ạ, chị Phạm Mỹ Linh ơi, đây là em cũng rất là nhiều chị em đang mong ngóng cái mà giá này, thì em nói luôn hôm nay em bán hàng giá cực kỳ yêu thương. Ok chưa, em bán hàng giá cực kỳ yêu thương các chị nhá. Bán đi à, rồi ok, đấy rất là nhiều chị em rồi. Lên người xem rồi, em tiếp tục tặng quà nhá. Sau đó mình sẽ bán hàng nào. Em tiếp tục tặng một chị nữa, bên em sẽ ghi số điện thoại chị gái vào nhá. Chị có màu khác không ạ? Ở màu thì nhà em là hiện tại đang có một em màu đỏ, nhưng mà sắp tới nhà em sẽ cập nhật thêm những cái màu mà đa dạng về màu hơn, giống kiểu màu đen, màu cam, màu đỏ, màu trắng thì đó em sẽ cập nhật sau nhá. Rồi nào, tiếp tục tặng quà nhá chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Mai Anh nào. Chị có một nhiều quá. Ok nhá, chị Nguyễn Thị Mai Anh ghi giúp em chị ơi. Nguyễn Thị Mai Anh là số điện thoại là 0968 ạ, 0968 này 508 ạ, 508 này 437 nhá. Ok nào, Nguyễn Thị Mai Anh này 0968 này 508 437 các chị nhá. Rồi bán đi số các chị ơi, thực sự là bây giờ là cũng có rất là nhiều chị mua hàng. Mà đồng thời là bên cạnh đó rất là nhiều chị em muốn được, rất là nhiều chị em đang săn quà nhà mình. Em biết luôn á. Đồng thời cũng có rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng bên nhà mình nữa. Thì bây giờ là em là tặng quà vậy thôi là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì mình xin phép bán hàng các chị đẹp nhá. Ok chưa ạ? Vâng ạ. 80. Ôi sổ ô, một cái giá hết sức là yêu thương của chị đẹp nào đến với nhà chị Hương và chia sẻ livestream bên nhà mình. Mã đang mặc trên người là siêu phẩm mã số V280 và đang có giá là 280k các chị đẹp nhá. Có size S, có size M và có cả size L. Các chị em 60kg đổ xuống lấy size L giúp em. 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống 40kg lên có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S các chị nhá. Đó. Mã đang mặc trên người đang có giá là 280k, có duy nhất một em màu đỏ đang mặc trên người. Đủ màu luôn nha các chị à nhầm. Hiện tại là size slim, bây giờ có đúng một màu thôi, hiện tại sẽ có đủ màu các chị nhá. Có size S, có size M và có size L chị ơi. 60kg đổ xuống lấy L giúp em, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị đều lấy cho mình một siêu phẩm size S nhá. Em bán nhanh trong vòng đúng 30 phút nhà mình dừng like nha chị nhá. Tranh thủ hơn cao thủ đi nào các chị đẹp nào. Lên form thì quá trời đẹp và quá trời xinh. 280, mã 280 có giá là 280k. Em chốt cho đúng 20 chị đầu tiên nhà mình sẽ dừng chốt hàng các chị gái nhá. Ok, có áo kiểu luôn nha chị đẹp nhá. Rồi chị yêu là đến hàng comment nhanh tay cho em V280 size và số điện thoại chị nhá. 280k một siêu phẩm đang mặc trên người, đủ size S, size M và có cả size L các chị yêu này. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho mình một siêu phẩm size S nhá. Ok chị Mai Tuyết có hàng nhá. Cái mẫu em đang mặc trên người hiện tại bên em có duy nhất một em màu đỏ các chị gái này. Có duy nhất một em màu đỏ là cái màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Chị ơi, mà Tết Tết cũng sắp đến nơi rồi các chị gái ạ. Các chị cứ quất màu đỏ cho em ạ. Cứ quất màu đỏ là rất may mắn về người, về nhà các chị nhá. Đó, một em màu đỏ xinh yêu này, quá trời đẹp, quá trời sang xịn mịn luôn các chị gái nhá. Lên form như là cực kỳ sáng da luôn. Đó các chị gái ạ. Ship luôn bây giờ được không ạ? Chết chị Thanh Thủy ơi, bây giờ là ship nhỉ? Em không có nhà cơ. Nhưng mà ship luôn đó. Ship luôn thì hơi khó chị gái ạ. Áo sơ mi kiểu rồi sẽ lại hàng sau chị gái nhá. Hiện tại mã đang mặc trên người có đúng duy nhất một màu chị ơi. Vâng ạ, chị Thu Hoài có hàng mã số V280 đủ, có đúng duy nhất một màu và có đủ size SML nhá. Chốt cho 20 chị đầu tiên. Ở nhà mình dừng chốt nhá. Thảo Linh có hàng chị gái ơi, Thu Hoài có hàng chị nhá. Rồi đủ size SML các chị ơi. Rồi chị Bích Thủy, đúng rồi chị Võ Bích Thủy, vui lòng bổ sung cho em số điện thoại để nhà mình chốt đơn với các chị đẹp nhá. Đó, có đủ size SML các chị ơi, 60kg đổ xuống lấy size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên này. Đó, lấy hoàn toàn, có thể hoàn toàn lấy cho em là một siêu phẩm size S nhá. Và em nói luôn là riêng hàng vải em đang nhìn nó hơi ôm một tí. Ôi, nhưng mà thực sự ở ngoài live không hề ôm nhiều đâu, các chị xem này. Có sẵn thoải mái luôn chị nhá, và lên form rất đẹp. Vải này nhẽ là vải u mì Nhật loại 1 các chị ấy. Và một cái rất là nhạy cảm của nhà mình, nó chính là cái vải ôm nhà em thường là rất là dày dặn. Để làm gì các chị, có một cái rất là nhạy cảm, nó chính là đôi khi là hàng nó mỏng quá bị hộp, bị lộ mất cái viền quần trong này, nhìn nó rất là bị vô duyên nhá. Nhưng hàng nhà em không hề lộ nha chị nhá. Đó, vẫn rất là xinh các chị nhá. 280k mã đang mặc trên người chị gái ơi, đúng rồi, mã số V280 chắc. Em đang mặc size S nha chị Bong Bong nhá. Dạ vâng ạ, chị Võ Bích Thủy ơi, vui lòng bổ sung cho em xin thêm số điện thoại để nhà mình chốt đơn chị đẹp này. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn nha, nhìn mình may thực sự rất là tuyệt vời kiểu cái đạn này nhà mình nhá. Nhìn rất là tinh tế luôn nha các chị đẹp nhá, nó không hề kiểu nó bị làm sao.
bị quá là hở đúng không ạ? Đó. À, ok ra rồi. Ok inbox cho mình nhá. Và ôm vừa tầm đẹp luôn. 280k mã số V280 chắc chưa đúng. 20 chị đầu tiên là chị gái nhá. À hiện tại em đang bên đoạn chiều khúc Thanh Xuân Hà Nội chị đẹp ơi. Và hiện tại hàng nhà em đang ở ngoài xưởng. Em nói thật luôn là thường mình khi mà nhà em có mẫu mới đúng cầm đúng một cái về nhà cho em like thôi. Còn tất cả là ở ngoài xưởng nha chị nhá. À, đây là có gì để em hẹn chị ở khoảng tầm ngày mai sẽ có hàng hoặc là một tuần nữa có hàng nhá. Hiện tại nhà em có đúng duy nhất một màu chị gái này. Có mẫu khác xòe ở tay dưới không ạ? Dạ nhà mình có chị ơi. Cái mẫu xòe ở tay dưới đoạn này này là nhà mình có hàng chị nhá. Đó cái bạn này nhà em hôm nay chưa lên được hàng vì hiện tại bây giờ cũng đang ở ngoài xưởng rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ, ok nhá. Mã đang mặc trên người là một siêu phẩm mã số V270 nhá. Váy quá đẹp mà người bây giờ không mặc được body, ôi dồi ôi buồn quá nhá. Ôi dồi ôi buồn quá cơ. Thằng này em nhìn có vẻ rất là ôm đấy nhưng em nói rồi không hề ôm quá đâu. Ôm vừa tầm đẹp nhà mình nhá. Lên form rất là xinh, em nói thật luôn này. Em vừa ăn cơm xong mà em là một đứa không phải eo quá bé đâu mà eo em thực sự rất là to. Nhưng mà cái này nhà em mà gọn lắm, nhìn nó gọn lắm chị gái ạ. Nhìn cứ tưởng ôi dồi ôi tưởng là mà, tưởng con bé này gọn người lắm, không hề chị ạ. Eo em như con voi luôn. Nhưng mà mặc cái váy này rất là ôm và cực kỳ là gọn người chị nhá. Đó. 280k mã số V280 chị gái nhá. Ship ra lâm bao nhiêu ạ? Ship ra lâm khoảng tầm 25-30k thôi chị ơi. 25-30k gì đó nhá chị gái nhá. Rồi, mã đang mặc trên người mã số V280 các chị gái này lên form là xinh các chị em phải ngắm này. Đó, lên form là xinh nha, bên em có chụp ảnh lên mẫu rồi chắc chắn như vậy. Nhưng mà các chị ơi, các chị cứ nhìn thực tế đấy ạ. Nhìn thực tế là em ở trên line này là các chị đều có một cái nhìn tương quan nhất về sản phẩm bên nhà mình nhá. Đó, đủ có đúng duy nhất một em màu đỏ xinh yêu và rất là sang chảnh tranh xả đồng thời rất là sáng da. Mã số V280 đang có giá là 280k các chị gái này. Có size S, có size M và đồng thời có cả size L luôn ạ. Vì hàng này nhà em là dáng váy may mặc thiết kế bên nhà mình. Đó, đây là vì cái việc kích size lên rất là đơn giản nha các chị đẹp nhá. 60kg đổ xuống lấy cho em là size L nào. 55kg đổ xuống lấy size M. 50kg đổ xuống, Thanh Thủy có hàng nhá. 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho em mình một siêu phẩm size S nha các chị gái nhá. 280k mã số V280 có đúng nhất một màu và có đủ size nha các chị nha. Trời ơi chị gái ơi thề luôn hàng này nhà em mặc lên dán auto đẹp đi ạ. Không hiểu sao mà nhìn người em bình thường lắm mà lên dán trung sinh dã man luôn này. Đó khi em phải quất một cái về mặc đi ăn cưới thôi. Thì thỏa đám cưới đám hỏi đám sim nhìn rất là sang mà không hề bị già các chị ạ. Cứ như là cái kiểu cái người mà người nhìn rất là sang chảnh tranh xả luôn nha chị nhá. Và em form được ôm vừa tầm đẹp này. Rồi chị đẹp mà lấy hàng comment cho em V280 size vào số điện thoại chị đẹp là muốn qua mã cho em xin một chấm thì mình sẽ sang mã mới nhá. Đó 280k mã số V280 này có đúng duy nhất một em màu đỏ rất là sang chảnh tranh xả và có đủ size SML nha các chị nha. Ok 60kg đổ xuống lấy L giúp em nhá. Cho em xem đầm beo phía sau. À dạ vâng ok. Rồi thì mình sẽ lên đầm beo sau nha chị nhá. Ok 60kg đổ xuống lấy cho em là size L, 55kg đổ xuống lấy size M. Vân Kiều chốt nhá. 50kg đổ xuống và 40kg lên có thể lấy cho em mình một siêu phẩm size S nhá. Vâng ạ, chị đẹp nào lấy hàng comment luôn cho em mã số V280 size và số điện thoại này. Có đúng duy nhất một em màu đỏ sang chảnh tranh xả và có đủ size S, M và size L nha các chị đẹp nhá. Đó, rồi, ok, mã đang mặc trên người 280k, quá trời rẻ luôn đấy ạ. Phao ngắn có không dạ nhà mình có chị ơi. Phao ngắn, phao dài là nhà mình có đủ cả gì, cái gì nhà em có luôn. Đó, các chị cứ hóng hàng nhà mình có hàng nhá. Rồi, mã đang mặc trên người, chị đẹp nào lấy hàng comment luôn cho em V280 size S, V280 size M, V280 size L và số điện thoại này. Chị đẹp nào muốn qua mã cho em sim một chấm thì mình sẽ sang mã mới nhá. Đó, lên form rất là xinh này, tôn dáng mà tôn da cực kỳ luôn ạ. Đủ size SML các chị nhá. Đẹp kinh khủng khiếp luôn chị ơi. Đó, mà nhìn coi, ôi dồi, trông cái gì hở chết. Hở chết mất, không hề chị ơi. Cúi thoải mái, không sợ bị hở đâu nha chị gái nhá. Mà em không phải là một đứa không có ngực đâu ạ. Em còn là một đứa có ngực đấy ạ. Nhưng mà em may thoải mái nha chị nhá, vừa tầm đẹp nha đấy. Em mặc cái áo 52kg lấy cho em size M nha chị gái nhá. À chất này nhà em là một siêu phẩm chất liệu Umi lụa Nhật Bản chị nhá. Umi lụa Nhật nhá. Đó, nói chung là nó mềm mịn và nó dày dặn lắm các chị ạ, yên tâm. Riêng hàng nhà em là cái đầu tiên là cái form dáng rất đẹp, độc lạ. Và cái thứ hai đó chính là cái kiểu, cái gì ạ, cái chất liệu của nó rất là tuyệt vời luôn chị nhá. À dạ vâng ok, em sẽ sang mã mới nhá. Xem váy tay bồng đằng sau biểu mà ok, cái siêu phẩm này mình hiện tại là có may rồi nhưng mà chưa hoàn thành chị gái ạ. Có gì em hẹn chị một like sau nhá. Để mình sẽ hoàn thành nhanh hơn nhá chị gái nhá. Có cái nào sẽ lờ chị xem nhé. Rồi ok chị đẹp ạ. Cái nào mà có sẽ lờ em sẽ lên hàng ngay nhá. Rồi mã đang mặc trên người em chốt một lần cuối sau đó nha, mình sẽ sang mã mới nha các chị nhá. Ok chị gái ơi. Ngắm chị
hôn gà vái rồi lại nịnh, rồi nịnh như thế này người ta lại giảm giảm nhá chị nhá, chị cứ nịnh em đi, nịnh thoải mái là em sẽ gì ạ, hỗ trợ phí ship chị yêu luôn nếu mà đặt hàng nhà mình đấy ạ. Ok nhá, có thể kéo lên bạn không em? Ok sẽ kéo lên thử các chị xem nhá. Bố các chị em muốn kéo lên thử được không ạ? Nói chung là kiểu của nó đây kiểu lệch vai nên kéo lên vai, thì nhìn nó cái tay này nó hơi vô duyên một tí, ý em là như thế, chứ các chị kéo lên cũng được. Hay các chị em thử bên kín bên hở này. Vâng. Đó, mặc được kiểu này em xinh này, mặc được này em xinh này. Đúng không ạ? Nhìn cũng rất là hay ho các chị nhá. Đó, các chị em có thể mặc chéo này, các chị mặc được rất là nhiều kiểu luôn. Chị cái nào mà thích kéo lên thì có thể mặc kéo lên được nha các chị nhá. 1m6, 60kg, chị ơi lấy cho em size L chị nhá. Lấy cho em size L chị yêu nhá. Chị xem váy đỏ ở treo ở trên giá đi à. Váy đỏ treo ở trên giá rồi, ok chị đẹp váy đỏ này đúng không ạ? Đó. Đấy, hiện tại siêu phẩm này nhé là mã số V289 nha mình nhá. Chị đẹp nào mà hóng như mình sẽ lên hàng nhá. Rồi mã mà chị người đang có giá là 280k, mã số V280. Đó, đang có giá 280k và có duy nhất một em màu đỏ cực kỳ sáng chảnh chánh xạ các chị nhá. Có đủ size S, size M và có cả size L luôn ạ. Các chị đẹp từ 60kg đổ xuống lấy giùm mình là size L này, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị gái lấy cho nhà mình là size S các chị nhá. Hàng này nhà mình là chất liệu u mì lụa Nhật các chị gái này, đủ màu, có size chị nhá, có đủ size chị nhá, đang có giá là 280k chị gái ơi. Hiện tại bên em còn có duy nhất một em màu đỏ sang chảnh chảnh xả luôn ạ. Đó, lên form rất là xinh và gì ạ, cực kỳ tôn dáng và tôn da chị em nhà mình nhá. Em ơi nhìn nó sang chảnh dã man này, 280k một mã số V280 này. Chị đẹp nó lấy hàng combo luôn cho em mã số V280. Có đẹp kinh khủng luôn chị em, quất một cái để đi ăn đám cưới này. Ôi xinh dã man các chị gái ơi, sang chảnh chảnh xả lắm, không hề bị hở hang quá đâu ạ, hở vừa tầm thôi chị nhá. Ok, mét 65 62kg hiện tại nhà mình bị hết size chị ạ. Đó, ở đầm nào 130k, à sẽ có những cái mặt hàng nhà mình giảm lên đến tận 130k chị nhá. Đó, thế là nhà mình thực sự luôn đấy, giá chuẩn mình là 320, mới giảm còn 280, vậy là đã giảm cho chị em khoảng tầm 40 rồi đấy ạ. À chị Trần Thanh Hải ơi, nếu mà chị em chị muốn đổi hàng ạ, lý do làm sao đổi hàng chị gái nhỉ? Có gì chị vui lòng là inbox hoặc là alo xin cho nhà mình nhá. Ok nhá, cho coi đầm đầm beo rồi, cầm beo mình có một cái đấy ạ. Đầm beo của mẹ em có một cái hàng này nhà em, hàng oversize nhá. Có nghĩa là các chị gái từ khoảng tầm 60kg, 65kg đầu xuống này và 45kg lên đều mặc đẹp nhá. Đó, hàng này mình có đúng duy nhất một cái, vậy nhưng lên nhà mình đang sale với giá là 160k các chị nhá. Và nhà em không nên giảm đúng không ạ? Vì có đúng duy nhất một cái thế là em lên em sợ các chị em tranh nhau. Đó, đang có giá là 160k, vừa rồi nhà mình vừa bán là 250 nha các chị nhá. Đó chưa ạ? Giảm quá nhiều luôn. Thì chị đẹp nào lấy hàng có một luôn cho em là mã số đầm beo và số điện thoại có đúng duy nhất một cái này. Hàng này em hàng oversize nhá. Size khá là rộng nha các chị nhá. Các chị đẹp từ 65kg đổ xuống và 45kg lên mặc đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Có màu màu khác không chị? Hiện tại mã mà chị người có duy nhất một em màu đỏ xinh yêu. Thì màu đẻ dựa đỏ rất là sang, màu đỏ cực kỳ sang chảnh, cực kỳ là sáng da luôn nha chị gái nhá. Đó, lên form rất đẹp luôn này. Đó, nổi bật cực kỳ luôn các chị ạ. Nói chung là Tết đến nơi rồi, cứ quất màu đỏ cho em ạ, cho lộc lá đầy nhà luôn ạ. chị Nguyễn ơi, riêng cái này nhà em có đúng duy nhất một chiếc thôi. Thì em bảo thằng này nhà mình là hàng này nhà mình các chị em từ 65kg đổ xuống và 50kg, 45kg lên mặc đều đẹp nha chị nhá. Ok, vậy em đang mặc có giá là 280k. Đó, một chất liệu ô mì lụa Nhật nhà mình và có đủ size S, size M, size L các chị đẹp nhá. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho mình size S nhá. Ok chưa? Sang mã mới giúp mình nhá. Mã đó mà trên người chị đẹp nào lấy hai thì có một luôn cho em là mã số V280 size vào số điện thoại nhá. Bây giờ mình xin phép sang mã mới đi ạ. Sang một siêu phẩm mới nha các chị nha. Sáu năm ký vừa không chị? Chị ơi, cái đầm beo 65kg vừa luôn. Quất luôn cho em đi, có đúng một cái thôi. Mà em đang bán rẻ lắm luôn ý. Em chị tranh thủ luôn đi ạ. Không phải hôm nào em bán rẻ như này đâu ạ. Đó, mã đầm beo nhà em là 65kg chị mặc vừa thoải mái luôn ạ. Rồi các chị đẹp nhá, sang mã mới giúp mình nhá. Chị Nguyễn ơi, ok V280
ơn chị Nguyễn Diệu Huyền có hàng nha chị đẹp nha, lấy size M luôn ạ. À dạ vâng ạ. Cái đợt em mặc vừa rồi nhà em có size S, size M và có size L các chị gái nhá. À 60 kg đổ xuống lấy L, 55 kg đổ xuống lấy M, 50 kg đổ xuống và 40 kg lên là các chị có thể lấy size M, size S rồi đấy ạ. Rồi sang một siêu phẩm đầm ML ơi, này mình nhiều đầm xinh kinh khủng nhá. À, đẹp đến mức đau tim luôn. Thề các chị luôn, đẹp dã man nhá. Rồi mã đang mặc trên người lại một em hàng đầm ôm body vừa tầm đẹp, nhìn có vẻ rất là ôm. Ôi rồi nhìn có vẻ váy này rất là gọn người mà các chị cả em thể không hề ôm đâu, ôm vừa tầm đẹp thôi nhá. Rồi em chốt bèo nha chị bao nhiêu ạ? 160.000 chị Thu Thanh ơi. Chị Thu Thanh chốt bèo thì vui lòng bổ sung cho em xin thêm số điện thoại để mình chốt hàng nha chị đẹp nhá. Đó, khi chị gái nào lấy hàng ở đâu cũng thế, không riêng mình nhà em. Cứ comment chuẩn cho em đúng cú pháp mã sản phẩm này và số điện thoại. Là đôi khi là cái size số cũng như là chiều các con nặng nhà em có thể inbox này hoặc là có thể là alo xinh các chị gái là rất là dễ luôn. Chốt hàng ở đâu cũng thế nha các chị đẹp nhá. Rồi, chị Thu Thanh vui lòng bổ sung cho em xin thêm số điện thoại nhà mình dễ chốt hàng luôn hơn nha chị nhá. Rồi mã đang mặc trên người là một siêu phẩm mã số V289 bên nhà mình, lại một em chất liệu hàng len nhung tiếp chị nhá. Đẹp kinh khủng khiếp, sâu thẳm luôn. Hàng này nhé là một siêu phẩm hàng len nhung này, mềm mịn và dày dặn đồng thời co giãn 4 chiều luôn nha chị nhá. Đó, và hiện tại mã này nhà em là có đủ màu cho các chị gái lựa chọn này, có đỏ này, có cam này và có cả một em màu sữa nhá. Có đỏ, có cam và có cả một em màu sữa nha các chị gái nhá. Đó, có chị nhầm lẫn nhìn ở trên này cái màu EKK đang mặc rất là giống màu vàng. Nhưng mà vì ở trên này thì nó sáng hơn ở ngoài này một tí nha các chị gái nhá. Váy này nhé là mã số V289 đang có giá là 289k các chị gái này. Và hiện tại thì siêu phẩm này bên em là có đủ size luôn ạ. Có S, có M, có L và có cả XL các chị nhá. 64kg đổ xuống lấy cho em là size XL, 60kg đổ xuống lấy dùm mình là size L, 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống 40kg lên có thể lấy một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Và em bật mí các chị em một cái điều rất là tuyệt vời của nhà mình nhá. Là bình thường một cái váy vừa rồi nhà em thấy may hai tà trước tà sau thôi, mà siêu phẩm này nhà mình may rất là cầu kỳ luôn này, 8 tà luôn nhá. 1 2 3 4 này. Đằng sau nhá, 5 6 7 8 luôn nha chị gái nhá. Đó, làm sao cắt từng mảnh ra xong may từng mảnh vào. Nhưng mà được cái lên form nó đẹp kinh khủng. Hiện tại em đang mặc size M nên nhìn nó hơi rộng một tí, chứ em mặc size S tí nữa. Em sẽ lên size S màu đỏ nhá. Em chốt vàng đỏ chị nhá. Rồi bài thích của hàng. Còn cái thì em sẽ mặc size S màu đỏ thì nhìn nó sẽ ôm hơi một tí nha chị đẹp nhá. Đó. Em mặc size M nhìn nó hơi rộng một tí chị gái này. Đó, em như tuy nhiên em vẫn muốn mặc màu cam nên các chị xem đã. Sau đó thì mình sẽ lên màu đỏ các chị nhá. Ok, mã số V289 này. Cho em hỏi đầm meo vải gì? Hàng này em hàng vuông lụa, mềm mịn và dày dặn. Hàng này nó rất là kiểu nhẹ luôn nhá. Nó rất là nhẹ luôn. Có chị còn hỏi mặc beo nhà em hỏi chị ơi mặc cái này mà có sợ bị nhìn xuyên thấu không, đảm bảo luôn hàng nó nhẹ và với chất vải nó đẹp như vậy thôi chứ không bao giờ nhìn xuyên thấu đâu luôn nha chị nha. 160k là mã em đang giảm đấy á, hàng von lụa loại 1 về nhà mình, chị yên tâm luôn nhá, vải rất là đẹp luôn, đảm bảo chị yêu là riêng vải này các chị em giặt rũ thoải mái không bị xù vải luôn ạ và không bị bay màu luôn ạ. Rồi chị Thu Thanh nhá. Rồi kỹ tính quá, kỹ tính quá. V289 đủ size S, M, L, XL luôn ạ. 64kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống và lấy M và 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em mình size S các chị nhá. Có một em màu cam, có một em màu sữa này và có cả một em màu đỏ đô các chị nhá. Ok chưa ạ? Đó, và các chị xem gần giúp mình này, kiểu cái nhún vai nhà em cũng cực kỳ là tinh tế các chị nhá. Cái nhún vai nhà mình này, nhún vừa tầm đẹp này. Cái tay nhà em là có cúc bọc nha các chị nhá, một siêu phẩm cúc bọc bên nhà mình. Và đang có giá là 289k. Rồi, em sẽ lên cả màu đỏ các chị xem nhá. Bởi vì là cái màu đỏ này là size S thì em mặc lên dáng nhìn sẽ đẹp hơn một xíu. Cái gì cũng thế, cứ mặc vừa với phong dáng chị em nhà mình là nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Ok nha, V28 này, 289 size L của chị Lê An An phải không ạ? Chị đẹp ơi, vui lòng bổ sung cho em xin em số điện thoại để mình dễ chốt đơn hơn nhá. Đó, không có số điện thoại em rất là khó để chốt đơn luôn đấy ạ. Cho em xin cái alo xinh nào. Rồi em sẽ lên một em màu đỏ các chị nhá. Cái kia là không, thực ra không phải màu trắng đâu, màu sữa đấy. Màu sữa nhá, nhìn nó sang hơn màu trắng các chị ạ. Thường thì khi mà mặc màu trắng các chị em mặc cái nào mà kiểu cách nhìn nó đa dạng hơn ấy thì nhìn nó dễ đẹp hơn. Đó, còn hàng này nhà em các chị em thật hàng nhà chị luôn, các chị cứ yên tâm. Bình thường nhà người ta hay chạy theo mốt, nhà em rất ít khi chạy theo mốt luôn. Thật sự, riêng ngày vải nhà em có chị em mặc 3-4 năm vẫn cứ gọi là luôn đẹp. Đó, có nghĩa là người ta gọi là đẳng cấp là mãi mãi các chị ạ. Thu Thanh lấy cho mình xin số điện thoại nhé. Rồi tất cả chị đẹp mà lấy hàng bên em mà không có số điện thoại là em không chốt được đơn nha chị nhá. Hoặc là các chị gái inbox giúp mình đi ạ. Chị Lê An cho em xin số nè, chị Thu Thanh cho em xin số nè. Đây em lên màu đỏ các chị xem biết ngay. Lên form mà đúng form, chuẩn bị form mà chị em nhà mình mặc ấy.
Đó, em mặc chuẩn size S vì em có 46kg thế à. Và em cao 1m56 nhá. Một vấn đề rất là nhạy cảm nữa đó chính là hàng vải nhà em là hàng hơi ôm một tí này. Thường người ta may nhà em từng chọn vải rất là dày dặn luôn. Hàng nhà em cực kỳ dày dặn mà mềm mịn các chị nhá. Đảm bảo chị yêu là giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không bay không pha không xù. À, và đang có giá là 289k mã số V289 này. Có đỏ đô, có cam và có cả sữa đằng sau các chị nhá. Rồi, chị đẹp nào lấy hàng comment cho em V289 đỏ đô, V289 màu cam, V289 màu sữa và cho em xin số điện thoại này. Chị yêu nào muốn qua mã thì vui lòng cho em xin một chấm nha, mình sẽ sang mã mới nhá. Đó, rồi ok, một em màu đỏ đô này. Em lên form mình nhìn có vẻ là gọn người hơn rất là nhiều các bạn. Đó, vẫn là một em 4 tà luôn nha chị gái nhá. Lên form rất là xinh. SML, XL bên em có đủ cả luôn nhá. 64kg đổ xuống lấy cho em là size XL, 60kg đổ xuống lấy dùng mình là size L, 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống, 40kg lên là các chị đẹp lấy cho nhà em là size S các chị nhá. Rồi, mã nào mà trên người chị yêu nào lấy hàng thì comment cho em V289 này, màu này, size và số điện thoại. Chị yêu nào muốn qua mã thì vui lòng cho em xin một chấm nha, mình sẽ sang mã mới nha các chị nhá. Đây. Không có. Dạ vâng ạ chị Lê An ơi, không biết chị gái có nghe thì em đang nói gì không ạ? Đó, chị yêu vui lòng bổ sung cho em xin em số điện thoại để nhà mình dễ chốt đơn hơn nha chị nhá. Nhà em không được rất là khó để chốt đơn này ạ. Còn cái beo sau lưng chị nữa cho em xem luôn nha chị. Cái beo đấy nhà em là hàng áo khoác nhá. Chị Lê An ơi, không biết chị yêu có một số lần cho em chốt đơn đây. Lên mà luôn mấy cái lấy mất còn đúng màu. Rồi beo này nhà em là áo khoác nha các chị nha. Hàng này em hàng nhung, hàng khoác đen nhung nha. Cái nhung này nhà em đã có hai lớp rồi này, còn trần thêm một lớp bồng trong nữa này. Giá rất rẻ luôn, cùng giá là vì giá váy này là 289k hàng khoác beo nhung. Khi mà nói về hàng nhung thì cảm giác nó rất là sang, khi mà các chị mặc lên người nó hơi dừ một tí, nhưng mà hàng nhung nó còn dáng bomber, tạo cảm giác nhìn vừa trẻ vừa sang đó. Thế nó mới hay, có cái hay của nó cơ. 289k nhá, một em nhung beo đang mặc trên người. Chị đẹp mà lấy hàng cứ có mừng cho em là khoác beo vào số điện thoại nhá. Chị đem vào lấy hàng có mừng cho em khoác beo vào điện thoại nhá. Từ cái tay mình bo rất là đẹp này. Đó, vải này rất là xịn luôn nha chị nhá. Đó, hàng nhung hai lớp, có cả một lớp trần bông bên trong này, cực kỳ ấm và khá là nặng. Khá là nặng luôn nha chị nhá. 289k mã số có mừng cho em nào là khoác nhung nè, khoác nhung beo, khoác beo thôi là em biết rồi. Mã này đang có giá 289k vì em mới thật khoác beo nhìn có đúng cái này thôi ạ. Đó, rất là trẻ trung luôn nha chị gái nhá. Đó, nhìn nó không đẳng cấp, nó không khác gì cái áo da đâu ạ. Thì bình thường bây giờ nhá. Mình mặc áo da nhìn rất là sang chảnh tranh xả, vừa mặc áo nhung nhìn cũng sang chảnh tranh xả ngang ngửa luôn chị ạ. Rồi, ok, mã là mặc trên người, chị đẹp nào muốn qua mã cho em xin một chấm em qua mã nha. Hôm nay nhà em hơi bận một xíu nên nhà mình sẽ like nhanh gọn nhá. Rồi, học phao đi. Rồi, có chị đẹp nào hồng phao không? Em sẽ lên phao các chị yêu nào. Chị yêu nào hồng phao comment cho em phao, em lên cả phao ngắn lên cả phao dài với các chị đẹp nhá. Có chị gái nào hồng váy thiết kế comment cho em là váy thiết kế này. Đó. Đó, ok, còn nếu mà các chị gái không hồng gì nhiều, có khi là kể cả là 100 chị xem các chị em không hồng gì thì em cũng chào các chị thôi ạ. Like này like hàng các chị em này buồn lắm. Rồi chị gái nào mà hồng phao comment cho em là phao này, hồng dạ comment cho em là dạ này. Váy em đang mặc 60kg vừa chị ơi. Lấy cho em size L hoặc là size XL luôn. Chị gái nào mà hồng váy thiết kế comment cho em nào váy thiết kế này. Em này hôm nay em theo yêu cầu của tất cả các chị đẹp nhá. Còn like hàm các chị yêu không nói gì, các chị em cứ ngắm em thôi, em sợ lắm, em ngại lắm, em hoang mang lắm các chị ạ. Đó, hồng gì nói với nhà em một câu, em like hàm cho nó sướng nè. Rồi, hồng gì nói với nhà em một câu các chị đẹp ơi, phao có phao nhá. Dạ có dạ nhá, mà váy thiết kế nhưng cũng có rất là nhiều những hàng kiểu mã len mà các chị em có thể mặc đi làm mùa đông này á. Rất là nhiều luôn nha các chị nhá. Em thật luôn các chị gái không nói gì để em bye bye các chị luôn đấy ạ. Rất là nhiều chị gái đang theo dõi nhưng các chị đẹp không nói gì để em bye bye các chị luôn đấy ạ. Like hàng buồn lắm các chị ơi. Đó rồi ok nào, chị gái là hóng gì comment cho em mã hàng đấy nào để em lên hàng các chị nhá. Phao nhà em là luôn luôn là chuẩn phao Quảng Châu cao cấp loại 1 mà riêng về cái chất liệu của nhà em rất là tuyệt vời mặt trời. Đó, em nói thật phao nhà em bình thường ấy. Phao nhà em nói thật bình thường ấy mà em bán khoảng tầm 400 là ở ngoài thị trường người ta phải bán hơn 1 triệu rồi. Là lúc nào cũng rẻ hơn ngoài thị trường rất là nhiều, rẻ ít nhất là hơn 50% chị gái nhá. Áo khoác lên dài là hàng cardigan phải không ạ? Đó, hiện tại nhà em là chưa về hàng chị ơi. Đó, chưa về hàng chị đẹp nhá. Áo khoác lên dài nhà em hiện tại chưa về hàng. Các chị không phóng gì kìa chị. Em bye bye các chị nha. Năm mấy người xem mà không ai phóng gì á. Vậy
Vậy nhiều lắm, chị mới thích cái nhem bạt ngà luôn ạ. Trời ơi, rất là nhiều chị gái đang xem. Em ơi, em bảo dù đấy, một trong chị xem không chị gái đang nói gì em cũng chào các chị luôn đấy ạ. Rồi, mã phao này rất là ấm luôn chị nhá. Em nói thật luôn, bình thường em nói thật bình thường mà các chị em mua một cái mã phao ngắn ở bên ở ngoài á, đến với nhà chị Hương mua được phao dài luôn. Mà đến với nhà chị Hương mà mua phao dài á, mà mua các chị em mua một cái phao dài ở okay ngoài. Ok nha, Thu Thanh giờ có số nha. Đến với nhà chị Hương phải mua được hai phao dài luôn. Nhà những mặt phao rẻ kinh khủng. Bình thường áo phao nhà mình bán áo phao ngắn khoảng tầm 300-380, ở ngoài kia ta bán 730, em sợ luôn chứ. Đó mà chất bài vẫn y xì như vậy chị nhá. Mà lên form một khi đôi khi không đẹp bằng cô. Và em đang mặc nhà em đang có giá là 289k chị nhá. Có màu đỏ, có màu cam và có cả màu sữa. 289k đủ màu, đủ size S, M, L và size XL. Các chị 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 50kg đổ xuống lấy M và 50kg đổ xuống 40kg lên lấy cho mình size S chị gái nhá. Rồi ok, sẽ lên một vài siêu phẩm phao các chị đẹp nha. Áo len mình chưa có hàng chị ơi, chưa có hàng chị nhá. Cho chị cái màu xanh, cái nào màu xanh chị gái nhá? Cái phao xanh phải không ạ? Hay là cái phao rêu màu xanh chị ơi? Chị muốn xem phao rêu màu xanh đằng sau phải không ạ? Rồi thì mình sẽ lên phao rêu màu xanh đằng sau nhá. Rồi mã phao mặc trên người này. Rồi, phao này thì em cứ comment cho em là phao đen chị nhá. Phao đen này, đó đang có giá là 499k. Phao này thì em thực sự là siêu dày, siêu ấm và siêu nhẹ. Thêm một cái khoản nữa là cái hàng lông này nhà em phải nói thật sự rất là mềm và mượt nhá. Nó không hề dễ dụng như hàng phao lởm đâu. Hàng phao này em phao Quảng Châu loại 1 luôn ạ. Đang có giá là 499k mã phao đen nhá. Comment cho em phao đen và số điện thoại nha các chị đẹp nhá. Comment cho em phao đen và số điện thoại nha các chị. Hàng này nhà em có size M, có size L và có cả size XL các chị nhá. 62kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống là L, 55kg đổ xuống là M, 50kg đổ xuống 40kg lên là cho mình size S nha các chị nhá. Ôi giời ơi, em nói thật nha, em lên khoảng tầm 3 mã phao nữa mà các chị đẹp không nói gì nữa em vẫn chào các chị nhá. Bình thường là em thấy lông rồi. Không, rét là đi đâu. Ok, áo phao dài màu xanh nha. Lông rồi chị nhỏ. Không phải cái này, cái màu thế à? Không có phao nam chị ơi, ok, phao nam màu trên người. Hàng này nhà em thực ra là cái lông này có một màu thôi nhá. Cũng 499k, nhà em có màu vàng và có cả màu đen chị đẹp nhá. Phao này nhà em là phao 05 499k, siêu dày, siêu ấm và siêu nhẹ. Chị đẹp nào lấy hàng comment cho em là phao đen, phao vàng và số điện thoại nha các chị nhá. Rồi, mã phao này nhà em thì lên dáng hơi hàn sảnh một tí này. Đó, em sẽ cài vào các chị xem nhá. 60kg không thoải mái chị đẹp ơi, 60kg lấy cho em là size L hoặc size XL nhá. Đồng thời pha nó thật chẳng có pha nào người ta gọi là quá chật cả. Mà nó, chị em mà còn thích hàng pha ôm vào người nữa thì các chị em không cử động được luôn. 60kg vừa luôn chị em size L hoặc size XL nhá chị đẹp nhá. Rồi mã pha đang mặc trên người lên form rất là xinh, có dây rút ở trong này, rất là hàng sảnh luôn này. Em ơi thề luôn ạ, mặc hàng này nhà em hoặc mặc hàng pha nhà em ấm kinh khủng khiếp mà các chị ạ. Mùa đông qua đi một cách nhẹ nhàng, thêm một khoản nó không có gấu vẫn thấy ấm luôn ạ. Rồi các chị nhá, 499.000 tiếp mã này nhé là phao 05. Thì nhà mình có một cái màu đỏ và nhầm có một cái màu đen và có cái màu vàng nha các chị nhá. Phao 05 499k lấy hàng comment cho em phao 05 vào số điện thoại nhá. Rồi lên một mã phao xanh các chị nhá. 9 và 7. Ok, hàng phao này mình lại có giá là 490k nha các chị nhá. 490k chị nhá. 490k phao đang mặc trên người này. Đó, phao này lên ra dáng thì xinh kinh khủng mà em thật phao nhà em cứ gọi là siêu dày, siêu ấm và siêu nhẹ. Còn em mặc hàng phao em ngỡ như là đúng là mặc phao thật luôn ý ạ. Màu lâu dáng dài đi em. Rồi chị nhá. Em gửi hàng chị chưa chị đẹp ơi, em bảo này những cái mã hàng nhà em đã chốt đơn rồi thì mình đi đơn hết rồi đấy ạ. Còn nếu mà hàng nhà em mà chưa chốt đơn thì các chị em vui lòng là inbox cho nhà mình nhá. Ok không ạ? Ok nhá. Khóa 1 chiều 2 chiều, khóa này nhà em mặc khóa 1 chiều nhá các chị đẹp nhá. 2 chiều. Khóa này 2 chiều chị ạ, khóa 2 chiều, nói chung là nhà em đa số là hàng khóa 2 chiều ạ, sang xịn mịn lắm. Đó, hàng này em khóa 2 chiều nhìn rõ cho mình nhá. Sang xịn mịn kì luôn, kéo lên kéo xuống nhá. Đầm đỏ em đang mặc là 289.000 nhá, hồng này đúng không ạ? Hồng đấy. Này có mũ lông không chị?
Nhìn xem có. Có. Rồi, khóa học năm mà chị nhớ bao tiền? 490.000. Ok, 490.000 nhá, một em phao dài này chị gái này. 490.000 một em phao dài hồng nhá, cô mừng cho em phao 01 và số điện thoại nhá. Mua điện thoại của dự hàng quá đẹp luôn, em nói thật em nay lúc cái này các chị em không nói gì nữa, em bye bye các chị luôn. Rồi, phao năm mà trên người là một em phao 01 đang có giá là 490.000, chị đẹp nào lấy hàng cô mừng cho em là phao 01 và số điện thoại này. Em sẽ cài cả khóa vào các chị xem nhá. Dày lắm, ấm lắm, và em nói thật nhà mình bán với cái giá mà quá là rẻ luôn. Riêng cái hàng phao này nhá, mà các chị em mua ở ngoài thị trường nhá, phao trắng to lắm. Em thảo, em, các chị em lại chiều chị quá rồi. Ok, phao trắng. Không mua em chị tin không? Tin không? 470.000 một em phao trắng này. Hóng rất là hóng luôn, nhưng mà lên thì không chị gái là nói gì. Thằng này em nó hơi hàn sảnh một tí nhá chị nhá. Thằng này em dáng rộng hơi hàn sảnh một tí này, rất là ấm luôn. Phao trắng 470k chị đẹp nhá. Rồi, phao trắng mã số 02, có mừng cho em phao 02 vào số điện thoại. Đó, cái mũ này rất là xinh nha chị nhá. Phao này em mà thiên thiên về hàng rẻ một tí nào. Ok nha, phao dài màu xanh em vừa like rồi chị ơi, vừa like phao dài màu xanh. Còn cái phao mà giống màu đen mà màu xanh ra trời nhà em hết rồi. Phao dài màu xanh em màu xanh đằng sau đúng không? Em vừa like rồi đấy. Nhưng mà cái này nhà em cũng dáng nhân tượng em vừa like hết các chị luôn. Ok chưa? Rồi, tất cả cái mã phao chị gái nào mà không đặt được trên live stream thì chụp ảnh màn hình inbox cho em nhá. Em biết các chị em vẫn còn ngậm ngự nhưng mà em bảo này, bởi vì là em cứ nói mã phao linh tinh ấy, thì nên các chị em phải chụp ảnh màn hình giúp cho em nhá. Cầu kiểu là dáng dài khác không sốt thì nhiều lắm chị ạ. Em like, em like hết luôn các chị nhá. Rồi mã đang mặc trên người này, phao 04 này, 480 đi. 400 mấy nhỉ? 400 mấy? 408. Rồi phao 04 nhá. Rồi giảm xuống còn 470k, hàng này em nó gọn người kinh khủng luôn. Và cái dáng dài vừa tầm đẹp nhá. Phao 04, 470, chị đẹp mà lấy hàng có mừng cho em phao 04 vào số điện thoại nhá. Cái màu đâu nào? Màu hồng. Làm gì cái màu đâu nào ở đây chị ơi? Đâu này á, cái này là màu hồng đấy. Phao ngắn này 300 mấy nhở? 308 à? 350, rẻ kinh khủng chị ơi. Rồi xanh ra trời mình hết hàng rồi đúng không? Ừ. Rồi xanh ra trời nhé, hết hàng rồi, hẹn chị ở ngày sau nhá. Em chỉ còn đen thôi chị ạ, đen chỉ còn hai con thôi. 350 này, hàng này em phải màu nâu chị ạ, hàng này em kiểu màu màu hồng đất á, màu hồng đất 350 chị nhá, con mừng cho em pha 06 số điện thoại nhá. Váy chị Vanna xem màu lại đó là cho em ạ, cho em xin váy với, ok xem màu lại giúp mình nhá. Ok xem màu lại giúp mình nhá chị nhá, em có like đồ lại rồi nhá. Rồi váy chị Vanna em có like ở đồ lại rồi, chị em nào mà hóng hàng thì xem lại đồ lại giúp em các chị nhá. Rồi ok các chị đẹp ơi, hôm nay những cái mã phao em vừa lên á, mà chị gái nào muốn đặt hàng á, các chị em vui lòng chụp ảnh màn hình với inbox cho mình nhá. Còn bây giờ thì em xin chào các chị, chúc các chị một buổi tối vui vẻ nha, bye bye các chị nha. Đó. Cảm ơn anh ơi.